Để chế độ này là vừa có camera vừa có bản đồ, nói được cả hai, đúng không? Vừa dẫn đường này, vừa chỉ báo lệch Điểm bắn tốc độ 60 km/h. làn để di chuyển, là khoảng cách. Lệch làn đường. Điểm bắn tốc độ 60 km/h. Lệch làn đường.